Ngày 28 tháng 10, Tòa án Nhân dân thành phố Cần Thơ tuyên phạt bị cáo Trịnh Văn Linh 74 tuổi, ngụ làng Mạc Thới Hương, huyện Cờ Đỏ, thông thường thân về tội giết người. Theo cáo trạng, năm 2018, ông Lê Thành Trí 50 tuổi, ngụ tỉnh Hậu Giang, đến làng Mạc Thới Hương và thông thường sống như hậu phi chồng với bà Trần Thanh Thoảng. Sáng 10 tháng 4, ông Trí đi ra sau vườn cách nhà 500m để đào đất trồng chuối. Đến trưa hôm đó, bà Thoảng không thấy chồng vào ăn cơm nên tìm kiếm. Người nhà phát hiện đôi dép của ông Trí, nón lá và len đào đất ngoài vườn cùng với vết máu. Đến chiều, mọi người phát hiện thi thể nạn nhân dưới kênh nước gần đó. Ông Linh bị cầm giữ khẩn cấp vì bị tình nghi đã sát hại nạn nhân. Ông Linh khai nhận có mâu thuẫn, cự cãi với ông Trí vì ranh đất. Bị cáo tại phiên tòa. Hôm đó, ông Linh ra vườn đắp các chỗ nước tràn qua bờ kênh vào ruộng lúa thì gặp ông Trí ngoài vườn. Lúc ông Trí quay lưng đào đất, cụ ông này cầm lưỡi len đập mạnh vào đầu. Nạn nhân la lên thì bị người hàng làng Mạc đánh vào người, sau đó dẫn đến bất tỉnh. Ông Linh kéo nạn nhân giấu dưới kênh nước, rồi trở lại nhà tắm. Kết quả giám định nạn nhân tử chiến do ngạt nước, sau toán chấn mính sọ não. Hội đồng xét xử nhận định hành vi của bị cáo mang tính chất côn đồ. Bị cáo chỉ vì mâu thuẫn trong tranh chấp ranh đất đã dùng len đánh nạn nhân, sau đó dìm xuống nước tử chiến. Hội đồng xét xử để ý các tình tiết trong vụ án như bị cáo thành khẩn khai báo, người già và hạn chế về khả năng hành vi và gia đình đã khắc phục một phần thành quả nên tuyên mức án nêu trên.